đánh lượm con rắn chà bá luôn rồi. Rắn gì vậy? Chạy được nhiêu đô ngày rồi? Kênh cứ chạy được nhiêu đô ngày rồi? Chị cũng nghiêm lại từ từ. Đứt đầu rồi. Ông đập đứt đầu luôn rồi. Mới bắt được con rắn này các bạn. Rắn cục đuôi. Đất này là đất liếp nha các bạn. Đất quá trời gốc cây.